cái bếp quay quay đây này. Cái bếp quay bà còn trẻ nha. Có hình thành. Chào bà. Ông bà còn mới trẻ lắm bà. Ngồi đây cho nó mát mà. Đúng rồi, đang nóng lắm. Ông ơi. Ông bà còn trẻ lắm. Đây là mấy đứa em? Ba đứa em. Ông bà ở đây ba chị em nhà nó là cháu đứa em gái. Ba à, con đứa em gái. Vâng. Vâng. Mấy bố con với lại các cháu là vừa ở chỗ cụ ngoại. Làm mua xong là xuống đây. Đây. Giới thiệu với ông là ba chị em nhà các cháu đây là con em gái lên các lâu rồi. Đó, mới xuống xe sáng nay rồi đấy. Bàn đấy đúng không? Ngồi chơi thì không thể nước đâu. Ôi, tí lại gần về chỗ Thanh Minh, chỗ Him Lam, có bác ở đấy, có bác ngời đấy. Còn sớm mà ở đây thoải mái. Ông bà ngoài đây thì thoáng mát nha. Vâng. Ông bà toàn ra công viên tâm sự với nhau thôi mà, ngày nào chả tâm sự với nhau. Ôn lại ngày xưa ông nhỉ. Ừ. Ngày nào cũng đưa nhau ra công viên đi. Ngày xưa trẻ này không thuận lợi như bây giờ, bây giờ về già thuận lợi. Xã hội bây giờ đang tiến lên tiến triển. Ngày xưa lại hai đi. Không tối, chị Huyền con trà. Đây lấy chị Huyền là thứ hai. Ông được ba người, hai gái, một trai cũng như. À đây đây là hôm nọ chấm bảo là dưới quê lên đấy hả? Vâng. Ba đứa em. Ba đứa em con nhà cô. Mẹ hiền ơi, mẹ hiền, mẹ ngồi với con như vậy. À, tức là ba chị em là quê dưới Ninh Bình đấy. Vâng, ở trong quan này đấy. Thì các cháu nó cũng làm công ty cho nên nó xin được nghỉ 2 ngày thôi. Vâng. Nên nó đi đêm hôm qua thì sáng nay nó xuống xe. Và đây chơi thăm ông bà là còn là chúng con xin phép tối mai lại lên xe về để đi lại. Chiều mai lên sớm. Không phải thế nên chứ không phải là được.